Thứ ba đó là thùng xôi để ủ rượu. Thì thường á, một thùng xôi sẽ có giá dao động từ 600 cho đến 2.400 đô, tùy vào loại gỗ và chất lượng gỗ. Một cây xôi phải 80 tuổi thì mới có thể làm ra hai thùng gỗ xôi, và mình sẽ sử dụng được đâu đó khoảng 5 năm là nó hết mùi. Chính vì vậy giá thành của nó không hề rẻ đâu các bạn. Nếu mà bạn nào vẫn chưa biết về cái thùng gỗ xôi là gì thì mình xin hẹn vào một cái video sau nhé. Bên cạnh đó, Vân còn chưa kể đến chi phí bao bì, hay là có những vườn nho họ còn hạn chế cả số lượng nho hái trên mỗi mẫu đất, thì những điều này cũng sẽ khiến vang trở nên đắt giá hơn. Hơn chưa đủ 60 giây. Ok, tuy nhiên hiện nay trên thị trường á, có rất là nhiều dòng vang đa dạng phân khúc, từ vài trăm cho đến vài triệu, thậm chí là vài chục triệu, tùy theo nhu cầu và cái mục đích sử dụng của mỗi người thôi. Cho nên về cái suy nghĩ mà vang giá rẻ thì uống không ngon, hoặc là vang chỉ dành cho người giàu thì chưa hẳn là đúng đâu nha các bạn ơi.